Quyền Linh và Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Những câu chuyện tình hết sức là lãng mạn, nó ngọt ngào, ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Nói tình yêu tự nhiên mắt Cát Tường nó long lanh lên. Nụ cười như tươi hơn đúng không? Hình như tình yêu nó một liều thuốc bổ vô cùng tận đúng không Cát Tường? Liều thuốc bổ không chỉ dành riêng cho em mà em nghĩ anh cũng cần. Chắc chắn như vậy, không chỉ anh với em mà tất cả mọi người. Khi nói tình yêu, đôi mắt nó chớp 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 mà đôi mắt sáng như đèn ô tô vậy đó. Nhưng mà anh hỏi em, theo tiêu chí của em á thì thế nào mới yêu? Đối với em á thì em quan điểm như vậy. Quan điểm sao? Trước tiên mình gặp một cái đối tượng nam thì em phải thấy cái ngoại hình của anh ấy là phải. Ví dụ như anh nè. Anh là mập, bụng bự, em không có chịu. Cái đối tượng nam phải là đẹp trai, cao to thì lúc đó cặp mắt em nó mới chớp 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 được chứ. Đó, rồi khi mà chớp được rồi đó, mình mới tiếp cận, lúc đó mình mới bắt đầu tìm hiểu đến cái nội. Tức là yêu về ngoại hình. Chứ bây giờ em hỏi anh nè, nhờ nhìn một cái chàng trai mà giờ không có cái điểm nào mà phù hợp với mình thì mình đâu còn hứng thú gì đâu mà tìm hiểu, hay làm sao biết được cái nội dung người ta tốt hay xấu. Nhìn cái mặt biết mê trai rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp này xem họ yêu nhau về ngoại hình hay yêu nhau về nội dung. Kéo màn xuống, kéo màn xuống. Kéo màn xuống. Chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên. Hôm nay hy vọng rằng trái tim của chúng ta sẽ có màu hồng liên tục. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để dòm bạn nữ của chúng ta như thế nào. Xin mời bạn. Mời em ngồi đây, em ngồi đây. Để chị ngắm em một lần nữa cái đã nha. Quá là duyên dáng. Em có thể tự giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Tuyền Linh. 20 tuổi, em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương. Wow. Một vấn đề nữa mà em rất là muốn nói đây với chị và tất cả mọi người là em rất là cô đơn và đang muốn tìm một người nào đó có thể sưởi ấm cho em trong mùa đông này. Dạ. Chị tin chắc chắn rằng khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì trái tim em sẽ được sưởi ấm nè. Anh Linh ơi, Cát Tường ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh nghe rồi chứ gì? Anh nghe rất là hấp dẫn. Hình đó, như không chỉ có người con trai đang chờ đợi trong kia mà trái tim của anh tự nhiên bây giờ nó xao xuyến làm sao ấy. Xin mời người con trai của bên này xuất hiện. Wow. Chào bạn, mời bạn ơi. Dạ. Ấn tượng của tôi là hình như có râu quai nón. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thiện Toàn. Trần Thiện Toàn. Yes. Tên nghe ấn tượng nha. Coi như là hoàn thiện ha. Hoàn mỹ, tất cả mọi thứ có hết ha. Lúc ba mẹ đặt tên chắc cũng hy vọng như thế. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27. Em làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh tranh ảnh à. Tương lai có thể sẽ là một họa sĩ. Họa sĩ, bên kia nghe chưa? Cô gái đang chờ một trái tim nào đó để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này. Bây giờ trái tim như thế nào? Trái tim thì bây giờ đang thổn thức. Thổn thức. Linh ơi, về tuổi tác thì em thấy là phù hợp rồi đó. 20 với 27, bạn nam mà hơn bạn nữ 7 tuổi là đủ để có thể trải nghiệm, để có thể che chở và đùm bọc được cái cô bạn gái bên này rồi đó. Linh nè, bây giờ chị hỏi Linh nè, dạ, ngoài cái công việc là đi học thì em có làm thêm một cái việc gì nữa không? Dạ có chị, em làm nhiều lắm. Hiện nay thì em có hợp tác làm một số dự án về phim ảnh. Nhưng mà em là với vai trò là nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Dạ. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em đó nha. Có phim gì có vai gì hay giúp mời chị. Em rất hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với chị. Cảm ơn em trước. Anh Linh ơi, có vai nào làm họa sĩ không? Hả? Em muốn đóng phim không? Cũng muốn nhưng mà chắc không có khả năng. Sao không có khả năng được, đóng vai họa sĩ được quá chứ. Yeah. Theo em thì cái cô ở bên kia có hợp với em? Em nghĩ là chắc cũng thôi. Cũng thôi hả? Yeah. Do gì sao với cũng đó? Tại vì em nghĩ là sợ là mình không đủ sức thôi. Không đủ sức hả? Tại sao lại bi quan như vậy? Cái gì mà mất tự tin dữ vậy? Thằng ông mà thiếu tự tin là thấy mất điểm rồi. Không phải thiếu tự tin mà có vẻ là bên đó có thể là cũng không biết nói như thế nào ta. Bên nói sao em đó. Nói chung là khi mà nghe bên đó giới thiệu về mình cảm thấy hơi thiếu tự tin lại. Thiếu tự tin.
Vậy thì nghe thêm nha. Rồi nếu mà cảm thấy mất tự tin quá thì cứ tự động mà thối lui nha. Không không không, không. Nha. Chỉ là giây phút đầu thì mất tự tin thôi. Thiếu thôi chứ không phải là mất. Lùi một bước để tiến thêm 10 bước. Em Linh nè, em chỉ thấy công việc của em rất là bận rộn nè. Ngoài việc đi học nè, rồi còn làm nhà sản xuất nữa, những cái dự án của em. Vậy thì cái dự định tương lai của em có những cái dự tính gì cho tương lai? Trong tương lai thì em hy vọng là em sẽ là một nữ doanh nhân. Mục tiêu cuối cùng của em là mình sẽ có một cái quỹ từ thiện cho riêng mình. Đó là cái mục đích cuối cùng mà để mình cố gắng làm việc và cố gắng hoàn thiện bản thân. Chị cảm thấy rất là nể phục em vì em tuổi còn rất là trẻ mà ngoài những việc học hành để trau dồi kiến thức rồi những cái việc kinh doanh làm việc mà còn có một ý định để làm từ thiện chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Anh Linh ơi, em nghĩ với một cái hình tượng của bạn nữ của em bên này thì bạn nam bên kia còn phải là phải chắc phải cố gắng nữa mới theo kịp đó. Anh Linh anh nghĩ thấy sao? Bên kia hình như là có một cái suy nghĩ hơi cao. Dạ. Cao chút xíu đúng không? Đúng rồi. Là cái khát vọng là lớn quá. Tuổi trẻ quá nhưng mà có những cái điều suy nghĩ cũng là của một người trưởng thành. Trưởng thành. Yeah. Em suy nghĩ thế nào về tình yêu? Nó tóm gọn cái tình yêu đối với em chỉ là chung thủy. Chung thủy. Yeah. Và cái người yêu lý tưởng của em suy nghĩ trong đầu là gì? Như thế nào? Nếu mà đề cập từ ngoài vào thì trước tiên thì phải nói đến ngoại hình đi. Ngoại hình. Yeah. Ngoại hình như thế nào? Mập cần... lùng mang kiếng đen hay là chỉ cần một người bình thường nhưng mà dễ thương tí xíu là được, nhìn bắt mắt thôi là được. Thích ốm tí xíu gầy gầy ha, thích to khỏe hay là thích thon thả. Thon thả ha. Thích thon thả. Rồi thích gì nữa? Đó là ngoại hình thôi, còn về bắt đầu về tính cách và tâm hồn đi á. Ngoại hình chỉ vậy là tính đủ rồi. Tính cách như sao? Có cá tính quyết đoán. Rồi về nội dung, em thích một người lãng mạn. Thích lãng mạn. Lãng mạn và một người tốt bụng nữa. Lãng mạn tốt bụng. Tốt bụng mà bên đây người ta muốn đi làm từ thiện là biết người ta tốt bụng rồi. Yes. Em ơi, em có nhiều cái ấp ủ, nhiều cái hoài bão như vậy ở một cái độ tuổi theo chị là cũng còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Vậy thì những cái người thân thuộc của em, gia đình hay là bạn bè hay tất cả mọi người khi mà nghĩ về em á thì họ nhận xét em như thế nào? Họ nghĩ về em như thế nào? Em cũng biết nói sao nữa, tại vì mọi người hay nói trước mặt em thì nói tốt lắm, mà không biết sau lưng mọi người nghĩ như thế nào. Em là một cô gái chuẩn với cung thiên bình, tức là khi mà gặp một người nào đó mà trong tình yêu mà có tình cảm thực sự thì là một người rất là chung thủy. Chung thủy thì bạn trai bên kia cũng thích một người phụ nữ chung thủy. Nhưng cho chị hỏi thêm một tí nữa, em yêu chưa? Em yêu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu tiên của em thì là từ năm 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Rồi chị thấy em nhắc tới chuyện tình yêu mà mắt em long lanh lên, chớp chớp còn sáng hơn cả mắt của chị nữa. 16 tuổi, nhưng mà tới giờ phút này tại sao nói em vẫn là lẻ loi một mình, em vẫn ngắn gọn là ê sắc ế là sao? Chị không hiểu nổi luôn á. Em nghĩ là do là cái duyên của mình nó chưa chạm tới mình, nên là em muốn là thực sự mong muốn là thông qua chương trình này thì em có thể biết đâu được tìm được một nửa của mình ở ngay cạnh bên thế nào. Vậy thì nãy giờ em nghe bên kia thì em nghĩ là cái mẫu người bên kia có thể phù hợp với em. Em nghĩ là anh cũng đạt được một số tiêu chí mà em đặt ra ban đầu. Ví dụ như là có thể là anh là một người khá là chín chắn và anh có một cái tâm hồn phóng khoáng, một tâm hồn nghệ sĩ. Mà anh mong muốn một người con gái lãng mạn thì anh là một người sống rất là tình cảm. Em hy vọng là những mong muốn của em đều tìm thấy ở anh. Anh Linh ơi, anh nghe rồi, bên đây nghe hết rồi. Cho bên đây em hỏi bên đó một tí là hồi nãy em nghe giới thiệu là có phòng tranh phải không? Nhưng mà là bán tranh thôi hay là có vẽ được tranh không? Dạ, vẽ được ạ. Nghe nói có vẽ một bức tranh. Dạ. Vẽ anh hay vẽ các tường? Tranh em tự vẽ hả? Tự dạ vẽ, đúng rồi, vẽ. Em vẽ. Trời ơi, cho bên đây coi tranh lên cho anh xem. Hồi hộp, chị cũng hồi hộp. Ồ, vẽ các tường đẹp quá. Tranh. Cũng ý tưởng mới vừa nghĩ ra nên cũng không được hoàn thiện lắm, mới vẽ trong ngày hôm qua. Chữ gì đây em? Là chúng tôi đang yêu. Chúng tôi đang yêu. Yeah. Ủa em đang yêu em đến đây để làm không, gì? Không không, đó là cái nào, cái là hy vọng. Anh Lên có thể cho em xem bức tranh được không? Bức tranh này vẽ anh ẵm em. Hấp dẫn chưa? Linh ơi, trước khi mà được xem bức tranh của bạn kế bên đó thì em có thể cho chị biết về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Em thì em không có tiêu chuẩn gì nhiều cho người đàn ông của mình cả. Quan trọng là hai người có tình cảm
cảm với nhau, có thể yêu thương nhau và người con trai có thể đùm bọc, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người con gái là được rồi. Cái đó là chỉ mới là cái nội dung thôi. Ý đây chị đang hỏi về hình thức bên ngoài. Em không có tiêu chuẩn riêng về ngoại hình, nhưng quan trọng là người đó cân đối về mọi mặt là ok. Trời ơi, cái từ cân đối này mới ghê đó. Anh Linh bên đó có cân đối về ngoại hình đâu anh Linh? Cân đối là bên đây cân đối lắm nha. Bây giờ em có muốn nhìn chàng trai bên đây có cân đối hay không? Dạ, em rất là háo hức. Nãy giờ đang rất là hồi hộp và háo hức có chia sẻ với em như vậy. Rồi bây giờ để anh qua bên kia xem trước coi đối phương của em thế nào ha, rồi thông báo lại cho em nha. Dạ dạ. Bên đây là hoành tráng rồi đó. Tự tin lên em. Tự tin lên em, ngước mặt lên. Đó. Rồi tìm quá đọc không? Đập loạn nhịp, loạn nhịp. Bây giờ nghe nói dễ thương quá. Để xem thử làm sao nha. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói phải không? Nhìn qua anh thấy cậu bịt miệng cười, hai bên có hai cái mụn. Dễ thương. Người ta tuổi vậy thì mới 20 tuổi à. Anh chưa thấy ai mà dễ thương như cô gái này cả. Anh đừng làm em háo hức của anh. Thôi nhìn như nó đủ rồi. Anh muốn nhìn lâu nữa. Bây giờ chị sẽ lãng thay mặt em. Chị qua bên kia chị coi. Đúng. Thứ nhất là chị coi cái anh ấy có phải là họa sĩ thiệt hay không cái đã. Yeah. Rồi nhìn coi anh ấy có đạt những cái tiêu chuẩn cân đối giống như là của em hay không nha. We are love. Hình anh đó, hình anh với em á. Sao em không có eo chân dễ dễ cái hình đi, có eo gì trơn trọi vậy trời. Trời ơi, chàng trai này mạnh lắm em. Ẩm người phụ nữ nhất bổng lên cao, hai chân chổng lên trời. Đó là trong tranh. Đó là một tranh thôi, được rồi, cái gì được rồi. Nhanh đi, người ta háo hức lắm nè, hay bắt. Dạ, yeah, chào chị. Được không, được không? Cười không thấy tổ quốc đâu. Có một cái răng khểnh, còn nhiều không có răng. Nói chung là em là em thấy được đó. Nói chung là cân đối đó, mà không biết bạn gái em thấy sao rồi, để em hỏi nha. Em nghe chị diễn tả chưa? Dạ rồi. Em thấy sao, em thấy sao? Trời, em thấy là không biết là anh ấy từ hành tinh nào xuống. Anh Linh ơi, em nghĩ là mình không có nên để cái giây phút này kéo dài lâu. Đúng hơn rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo điều kiện cho hai... cho hai cái cân đối gặp nhau đi. Chuẩn bị. Chưa, từ từ. Nghe nôn nao quá. Nôn nao quá. Màn đâu, kéo lên. À. Kéo lên. Bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Bắt đầu. Wow. Chào em. Em chào rất, anh. Rất vui được gặp em. Em rất vui là được gặp anh. Em tên là Thùy Linh. Anh tên là Thiện Toàn. Dạ. Hai mình để tên kế nhau thì là tên là Toàn Linh hoặc là Linh Toàn đúng không? Nghe nó hơi kỳ như vậy. Anh Linh đứng ra nhìn của anh sao nói chuyện nữa. Phục nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Nhìn hoài. Em rất là ấn tượng với lại đôi mắt của anh. Wow, cảm ơn em. Ấn tượng về cái gì? Là không có thấy biết nhắm hay mở. Em không biết là đi ngoài đường thì người ta có biết là anh đang say hay là đang tỉnh không? Không. Người ta ngoài đường có lẽ không biết nhưng mà người thân thì sẽ biết, tại vì anh không có uống bia hay rượu gì hết. Hết giờ rồi. Chưa, còn 30 giây nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Anh có sở thích gì khi khi mình có thời gian rảnh? À, anh thích cà phê, hẹn hò và xem phim. Dạ. Hy vọng sẽ mời được em đi xem phim. Hết giờ. À, 2 phút đã trôi qua, hai bạn cũng vừa đủ để trao đổi một số những thông tin. Bây giờ là thời khắc rất là quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau cái ghế của mình. Đây, có một cái nút vào đó. À, sau khi anh Linh đếm 3, 2, 1, nếu các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì hãy nhấn tay vào cái nút đó. Còn nếu như không thì coi như mình kết thúc. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Em không nghe tiếng động gì hết rồi. Hết thời gian.
chậm nhưng mà cũng đỏ. Cuối cùng thì tôi cũng đang rất hồi hộp. Rồi, như vậy là trái tim đã màu hồng trọn vẹn. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn em. Tặng em. Em cảm ơn. Hy vọng là em hơi thích. Cho chị hỏi Linh một tí là lúc nãy chị thấy cái giây phút mà để nhấn cái nút thì em còn chần chừ, thì trong giây phút đó em nghĩ điều gì? Tại vì em hồi hộp quá, tay em nó cứ rung. Em mà bấm rồi mà không biết sao nó không dính nên là dễ thương và rất là thẳng thắn, đúng không Linh? Bấm mà nó không dính, bấm lại cuối cùng nó dính, đúng không? Nếu như em lỡ bấm không dính thì em có tiếc không? Chắc em khóc nguyên tuần sau. Wow. Ôi, thấy chưa, thấy thương chưa? Thôi thì như vậy, chị sẽ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gửi đến hai em một cái món quà. Đây là những cái cặp vé đi xem phim. Vì hồi nãy chị nghe sở thích của hai em là thích hẹn hò và đi xem phim. Hy vọng rằng ở rạp phim hai em sẽ trao đổi thêm được nhiều thông tin hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Nào, xin mời các bạn cứ tiến lên phía trước để xem phim. Xin mời, chúc thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, niềm vui sẽ đến với các bạn. Dạ, xin chào anh. Xin chào anh. Cặp đôi này rất là dễ thương. Thương quá. Quá dễ thương luôn. Nghĩ rằng chắc chắn hai bạn này sẽ có một cái đoạn đường khá thuận buồm xuôi gió trong cái chuyện tình yêu. Bây giờ em nghĩ như vậy nè. Coi như là mình làm MC, anh em mình MC trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là muốn kết nối tất cả những cái tâm hồn, những trái tim đang lẻ loi cô đơn lại với nhau. Nhưng mà mình chỉ làm một cái bước đầu là mình tạo cái điều kiện cho họ gặp gỡ, yêu đương và hẹn hò với nhau thôi. Nhưng mà cái chuyện giữa cái tình yêu và bước đến cái hôn nhân gia đình nó còn là một cái vấn đề rất là... Ý em nói là yêu là phải cưới, yêu không cưới. Bây giờ theo anh là yêu là cưới hay là yêu là không cưới? Cái chuyện này em hỏi rất là khó nói. Có đôi khi có những người ta yêu nhau say đắm, yêu nhau cả chục năm nhưng ta không có đám cưới. Có những người mới vừa nhìn nhau thôi, cưới liền. Cưới luôn. Cái này tùy theo tâm trạng và tùy theo cái duyên thôi. Mình sẽ không khó biết được chuyện này lắm. Muốn biết được chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai. Nào, xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào bạn. Hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ơi, cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả đã cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi, sao rung vậy? Tên là gì? Em tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễn Đức Minh Tuấn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nay em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... em mở quán cà phê. Mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi, mời bạn nữ đi. Và bây giờ, mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 28 tuổi, em già rồi. Kia tới 31 tuổi lận em. Dạ. Mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ, em cũng là kinh doanh tự do chị. Doanh tự do, dạ. Có nghĩa là em có một cái shop bán đồ con nít, đồ trẻ em. Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, bên bán cà phê. Tôi xin hỏi bạn Tuấn nè, hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ, cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Hồi hộp chú. Thôi hồi hộp chút xíu. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, còn hai cái tay này ngồi dịnh đồng gói cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy... Vậy là bạn yếu bóng quía hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em nói rõ cái sexy chị nghe coi, nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị cắt tường được. Trời ơi. Chị
cái thường cân đối dữ rồi nha. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. Bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. Em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Dạ. Em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu, cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh của em sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đó em không biết được gì. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị, em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình? Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi. Hơi bị lụy vào tình yêu một tí. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng. Thẳng thắn, chấm dứt. Được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp, vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm rồi. Bất đau khổ. Dạ đúng em rồi. Em ha, dạ. Ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. Còn bên đây, theo em thì chúng ta yêu được, em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ hồi đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng 2-3 mối tình rồi. 2 mối tình sẽ chưa tiến tới. Quen nhau xong rồi tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. Bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi 3 vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai, thực sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ, nhưng mà em cần là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùng thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không á đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. Em rất là hy vọng như vậy. 2-3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Sao vậy? Căng thẳng quá, run quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút, mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, chứ nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể một tí. Còn sự thật hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi, tới anh, để từ từ. Anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Đúng cái mẫu người của em không? Là cũng đúng rồi. Nhưng mà theo em có sexy không? Chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể nhiều tiêu chuẩn mới đi sexy nha. 3 vòng bằng nhau nha. Để em coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Rồi em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. Ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng đó anh Linh. Tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha, tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên nó thôi. Rồi,
rồi, mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút. 2 phút nhìn nhau và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. Anh cũng vậy. Anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh đâu có căng thẳng đâu. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Như là cái như là anh nghĩ không? Gần gần như vậy. Dạ. Chỉ có cái em không sexy như anh nghĩ. Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài phụ nữ thì cũng như quyến rũ rồi được. Dạ. Sexy nên không ạ? Dạ. Giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Dạ. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ không phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới cũng được. Dạ. Thì thôi mình. Dạ. Tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh bạn lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi, hết thời gian hết rồi. Hết rồi, hết thời gian thiệt. Không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu. Cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá. Rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Định cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích như mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Bạn thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái dễ thương, nước vàng da trắng. Em kiến thấy ngộ ngộ. Ngộ dạ. Ngộ là sao em? Dạ. Em kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị nắm... thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay cái cho nó. Đó, cái gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi. Mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp rồi lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng xin thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gửi tặng hai em một món quà. Dạ. Và hy vọng rằng là dạ, lần này em đã tìm được một cái đối tượng có thể che chở bảo bọc cho mình. Và chị hy vọng rằng cái câu chuyện hẹn hò này sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp nhất mà chúng ta đều hằng mong muốn, đó là kết hôn. Đúng rồi. Đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nắm tay nhau đi cho tình tứ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi cũng phải nói là rất là dễ thương. Và hôm nay Quyền Linh với Cát Tường cũng thỏa lòng của mình. Bởi vì ông Mai bà Mối ngày hôm nay hình như hơi thành công. Kính thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Là những câu chuyện tình hết sức là dễ thương. Mong rằng chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành quý vị tìm ra một cái chân lý về tình yêu. Và sẽ là một nơi để các cặp yêu nhau họ đến có nơi để hẹn hò và từ đó xuất hiện mối tình yêu, và từ tình yêu đến hôn nhân cũng rất gần, yêu nhau là cưới. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào. Xin chào.